Thank you.
Thank you.
biết hết thì đụng lại xuống lên. Được rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rẽ cho ba nội, bay hết hơi rồi còn đâu nữa. Thank you.
Thank you.
tiếp theo mọi người. Yeah.
tập tiếp theo nha các bạn. Thank you.
em lên gắn tay băng hỏa lên tay nổ nữa mà là phải em lên lên được gần mà nó cũng khỏe với ai đó. Mình muốn đi không biết lấy con gì nữa, mình phải lấy một con chim đao mà. Mình biết cái cảm giác của Udi nó cầm cái Udi của Udi như thế nào chưa? Rồi chấp chấp đến 10 cái con biến mà. Thank you.
rồi. Ở từ chiều bữa trước chiều nhà tám với ông dọn cái đó một thứ năm sáu thằng vô dọn nó mới ông nội. Thịt cô lấy cho các bạn đốt nha.
ba bảy được. Tiếp theo nào. Ok, qua lạc tiếp theo nha mọi người. Thank you.
thêm cái món này. Video của mình tại đây nhé. Hẹn gặp mọi người trong những clip tiếp theo của mình. Chào mọi người.